Xin chào các bạn đến kênh YouTube của Trung tâm Tin học NIT ICT Hà Nội. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách để cài đặt WordPress trên Localhost. Trước tiên, để cài đặt được WordPress trên Localhost thì bạn phải hiểu là WordPress nó là một phần mềm sử dụng mã nguồn. Ngôn ngữ lập trình là sử dụng các mã nguồn mở hợp và ngôn ngữ lập trình chủ yếu là PHP và MySQL. WordPress lúc đầu tạo ra để chuyên để phục vụ các blog cá nhân giống như blogger của Google ấy. Nhưng mà hiện nay thì nó phát triển không ngừng và không chỉ dừng lại ở các web blog nữa mà nó còn phát triển ra các web như web tin tức, tạp chí giới thiệu công ty hay các website về khách sạn, đặt phòng, thuê xe, thương mại điện tử. À, có 25 trong số 100 website top đầu thế giới đều sử dụng mã nguồn của WordPress. Các ông lớn như CNN, BBC, America, v.v. Và quan trọng là bây giờ thì WordPress đã có full bản tiếng Việt. À, nó hỗ trợ ở tiếng Việt nên là mọi người có thể sử dụng và làm edit một cách dễ dàng. Tiếp theo thì sẽ đến các bước để cài đặt được WordPress trên Localhost. Để cài đặt được WordPress trên Localhost thì các bạn phải trải qua 6 bước. Các bạn nhìn nhìn trên màn hình nhé. Bước nhất là tải và cài đặt CMPP. Bước thứ hai là download mã nguồn WordPress. Download mã nguồn từ website wordpress.org. Tiếp theo là copy mã nguồn WordPress sang bản Localhost. Bước thứ tư là tạo database WordPress mới. Bước thứ năm là tiến hành cài đặt website cho WordPress. Bước sáu là vào phần trình quản trị. Đấy là các bước để bạn có thể cài đặt được WordPress trên Localhost. Thì nói các bạn sẽ không hiểu được. Thì cái mình sẽ giải thích là cái XAMPP đấy. Thì nó là một cái ứng dụng XAMPP đấy. Nó sẽ là một cái hosting ảo ở trên máy tính của các bạn ấy. Đây là một ứng dụng tích hợp tất cả các yếu tố để một website WordPress có thể hoạt động được. Nhưng như vậy thì là trước khi các bạn cài đặt WordPress thì chúng ta phải cài đặt CMPP trên máy tính để tạo môi trường cho website hoạt động được. Các bạn có thể cứ lên mạng gõ CMPP và nhấn link đầu tiên, chọn cái phần đây. Đây là các phiên bản của nó, đây là phiên bản mới nhất và hệ điều hành của mình là hệ điều hành 84 bit. Thì các bạn cứ nhấn vào download, nó sẽ tự động download cho các bạn ở phía góc màn hình đó. Các bạn tự thì nó xong rồi, các bạn mở lên và tiến hành cài đặt. Khi các bạn tải được xong về và tiến hành cài đặt đấy như bình thường thì nó hiện sẽ lên một cái bản quyển trục panel của XAMPP. Thì các bạn bật hai cái đầu tiên lên là Apache và MySQL. Để một website của WordPress có thể hoạt động được trên Localhost thì các bạn phải tiến hành cài đặt và bật XAMPP lên đầu tiên. Đấy, trước khi bạn muốn làm gì. Xong tiếp theo, bước theo đấy thì các bạn sẽ tải WordPress trên trang wordpress.org. Đấy, các bạn sẽ nhấn vào cái phần Get WordPress và tải về phiên bản mới nhất là ở đây. Các bạn cứ nhấn tải bình thường thôi, nó sẽ hiện lên và các bạn tiến hành. Đây, mình ở đây mình đã tải rồi. Đấy, nó sẽ hiện lên phần này. Thì các bạn tiến hành giải lên như bình thường. Giải lên nha, thư mục nha. Các bạn hãy chú ý là giải ngay tại đây đi. Đấy, ở trong cái thư mục bài thì có một cái phần WordPress như thế này. Khi bạn nhập vào sẽ có những cái thông tin nhà nha, là những thông tin mới. Các bạn có thể tiến hành đổi tên cái trang của cái thư mục đi. Các bạn đổi tên là, ví dụ tôi muốn đổi tên là NIT ICT Hà Nội. Đó. Các bạn sao chép hay là các bạn cắt cái thư mục bài cũng được. Xong tiếp theo các bạn vào cái ổ C của mình ấy, các bạn vào cái phần XAMPP. Đấy, các bạn vào htdoc, các bạn nhớ nhá là thư mục htdoc, và các bạn dán cái NITACD Hello Law ở đây, được chưa ạ? Tiếp theo các bạn sẽ vào trang database để tạo ra một cái database cho một cái database mới. Đây, bước thứ tư là tạo database WordPress mới. Thì các bạn sẽ vào trang sau.
trang này thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả nhé. Đây, localhost php admin. Đấy, tiến hành tạo cơ sở dữ liệu mới. Đấy, ví dụ các bạn để là NIT ICT Hà Nội. Đó, thì bạn để cơ sở dữ liệu này, các bạn sẽ chọn là Unicode UT F8 Unicode gạch chéo C. Đấy, các bạn lập như mình nhé. Các bạn nhấn tạo. Đó, nó sẽ tạo một cái từ mục ở đây. Đấy là xong bước thứ tư. Đến bước thứ năm là tiến hành cài đặt WordPress trên website của WordPress. Thì các bạn sẽ vào trang http://localhost.com. Các bạn ghi tên. Ghi tên cái thư mục mà các bạn lại tên này. Tôi vừa cài đặt NIT, ICT Hà Nội. Đó, đoạn vào cái trang đó. Đó, khi sau đó họ sẽ nó sẽ hiện lên một cái trang như thế này. Thì các bạn sẽ lựa chọn là tiếng Việt. Tôi thì có chung giỏi tiếng Anh nên tôi sẽ chọn tiếng Việt cho nó dễ hiểu. Còn đâu mọi người giỏi tiếng Anh thì tôi khuyến khích mọi người sử dụng tiếng Anh. Đấy, các bạn đợi một lúc nó sẽ lát. Đó, nó sẽ hiện lên, tiếp theo nó sẽ hiện lên một cái trang WordPress để cài đặt database như thế này. Các bạn nhận thực hiện ngay. Đó, thì cái nguyên tên cơ sở dữ liệu bạn muốn sử dụng ấy là cái tên database về NIT ICT Hà Nội. Cái tên người dùng này thì các bạn cứ để Ross, mở khẩu thì các bạn không để gì cả, còn nó các bạn giữ nguyên hết, xong rồi nhấn gửi. Đó, nó sẽ hiện lên nhà là các bạn đã được rồi, bởi vì cái database vừa nãy các bạn lập nó sẽ có mặc định là tên người dùng là hot là Ross và mật khẩu là không có. Đấy, các bạn sẽ tự tưởng điền bên. Các bạn tiếp tục ấn bắt đầu cài đặt. Đó, nó sẽ hiện lên một cái bảng nhà. Tính website bạn muốn thì tôi sẽ để lại NIT ICT Hà Nội. Thì người dùng thì các bạn có thể tự lựa chọn tên của mình hay là tên của ai đó. Tôi sẽ để là mình hay không ai. Mật khẩu thì cũng là mật khẩu các bạn tự lựa chọn. Tôi sẽ lấy luôn lấy mật khẩu lại làm ví dụ. Các bạn nhớ một cái mật khẩu nhé để mình tí mình có thể đăng nhập vào website. Email thì cũng là email của các bạn. À, các bạn có thể tự chọn email mình, các bạn tích vào cái phần ngăn chặn của Google tìm kiếm đánh dấu chìm của website này và nhấn cài đặt WordPress. Đó, thì đã xong rồi, có những đăng nhập. Đó, nó sẽ đến với các bạn nhà là các bạn đã hoàn thành có thể cài đặt WordPress trên localhost và tiến hành sử dụng. Và một điều lưu ý nữa là để các bạn có thể vào được phần quản trị của WordPress ấy, thì các bạn phải vào cái link như thế này. À, các bạn sẽ vào cái link http thêm chữ http 2.... trước nữa là ok. À, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn xong cách mà để cài đặt WordPress và sử dụng được WordPress trên localhost. À, khi các bạn không dùng nữa thì các bạn có thể tắt cái xampp đi và x ra. Nếu mà không bật, các bạn không bật được xampp thì các bạn sẽ không thể vào được cái trang bất kỳ cái trang nào localhost này luôn. Mình nhá, nó sẽ báo lỗi và các nó cứ xoay mãi đấy, nó sẽ báo không thể truy cập trang web. Trước khi các bạn muốn đấy, các bạn nhớ phải bật xampp nhé. Vậy mình đã hướng dẫn các bạn xong các bước để cài đặt WordPress trên localhost. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hãy nhớ bấm đăng ký kênh giúp chúng mình và bật chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất và những video mới nhất của chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.